Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chào mọi người, xin chào các cô bác, anh chị cùng với các vị đồng tu trong cộng đồng Lăng Nghiêm. Được bạn Mercy động viên và khích lệ, mình, một người phước mỏng nghiệp dày đang chịu đau khổ trong bể nghiệp ái dục, tà dâm. Mình xin chia sẻ những trải nghiệm của bản thân trong quá trình học thuộc chú Lăng Nghiêm. Qua đó, hy vọng có thể hỗ trợ cho các bạn cùng gặp tình cảnh như mình, cũng như các vị đồng tu trong cộng đồng Lăng Nghiêm, có thêm tư liệu về các đoạn trừ tâm dâm dục. Qua đây, khi hữu duyên, mong các vị đồng tu có thể giúp đỡ và khai ngộ cho những cá nhân đang chìm đắm trong bể dục như mình, có thể tìm về cõi chánh. Nếu được vậy, mình thật vui mừng lắm thay. Phần 1. Nhân duyên mình học chú Lăng Nghiêm. Mình biết đến chương trình Pháp Bảo Giao Duyên từ cuối tháng 5. Trước đó, mình chưa biết đến kinh Lăng Nghiêm cũng như chú Lăng Nghiêm. Do nhân duyên chưa tới, khi ấy mình không nghĩ sẽ tham gia chương trình cũng như trì chú Lăng Nghiêm. Mình biết đến Phật Pháp đầu tiên khi nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng về pháp môn niệm Phật. Tâm sanh hoan hỷ, mình nghe và học tập theo Pháp Sư Tịnh Không và Lão Hòa Thượng Hải Hiền và đạt được một chút khai ngộ. Duy có một ái mình vẫn không thể đoạn trừ, đó là ái dục. Lòng dâm lửa dục thiêu đốt khiến cho hàng ngày mình luôn sống trong khổ đau. Mình tu nhưng không chuyên vì luôn bị nghiệp dục quấy rối trong quá trình tu tập. Lòng dâm cùng tập khí tà dâm của mình khởi sanh từ năm mình 16 tuổi, năm nay mình 29. Khi ấy, mình học cấp 3, bị bạn bè tiêm nhiễm nên đầu óc thường niệm tưởng vào đây. Thời gian đó, nhà mình lại có máy vi tính và hay ở nhà một mình, nên mình với sự tò mò đã lên mạng tìm hiểu rồi đắm chìm trong tư tưởng dâm và việc tự thỏa dục. Biểu hiện cơ thể. Từ khi bắt đầu hành dâm tự thỏa dục tới nay, trải qua 13 năm, mình chú tâm quan sát thấy cơ thể có những biểu hiện như sau. Hai mắt lờ đờ không mục đích, da cơ thể vàng xám, nhăn nheo, đặc biệt là da mặt tái nhợt không huyết sắc. Tay chân rất yếu, dễ bị chấn thương, gãy xương khi bị té, lòng bàn tay bàn chân luôn lạnh dù là trong mùa nóng. Thường bị bệnh về răng miệng, nói chuyện thường bốc mùi hôi, tâm trí không ổn định hay cáu gắt hay hoảng loạn, đặc biệt là luôn nằm mơ và đắm chìm vào đấy. Tuy nhiên khi mình trì chú Lăng Nghiêm và giữ giới thì không còn nằm mơ nữa và ngủ rất ngon. Quả báo hiện tiền. Do luôn mơ mộng nên mình sống khép kín, không có bạn bè nào cả. Nếu có thì toàn kết giao với những bạn xấu hay lừa tiền và nói xấu sau lưng mình. Do cơ thể yếu nhược nên mình không thích vận động, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, thường bỏ ngang công việc giữa chừng. Do tâm trí không ổn định nên đi xe dễ té hay xảy ra tai nạn, mình té xe rất là nhiều lần, hai lần nặng nhất đều gãy xương đòn. Lần gần đây nhất là vào năm 2017, khi ấy phần nhọn nhô ra của tảng đá xanh lớn đã ép gãy xương của mình và chỉ cách xương cổ khoảng 2cm mà thôi. Việc học hành do không tập trung, cả ngày chỉ mơ mơ màng màng nên kết quả học tập của mình rất kém. Mình bỏ ngang một trường đại học, khi học lại một trường khác thì kết quả vẫn thường nợ môn học lại. Sau khi ra trường, công việc của mình không được hanh thông, luôn bị chèn ép đủ điều, không may mắn và thường xuyên phải thay đổi công việc. Dấu hiệu hết phước báu. Do việc hành dâm và tự thỏa dục kéo dài, sang năm nay mình quan sát thấy công việc của mình thay đổi nhiều lần, hay xảy ra tranh chấp, cự cãi, mất mát tài sản. Việc mất mát tài sản xảy ra liên tục, từ đời sống cho đến công việc, đỉnh điểm là mình mất 100 triệu. Bệnh tật thường xuyên, bệnh nặng và kéo dài, thị giác thì giảm sút nghiêm trọng, tóc bạc đi, trí nhớ kém. Từ khi mình tu học theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền, dù được một chút sơ ngộ nhưng tâm không chuyên, do tư tưởng dâm quấy phá. Mỗi lần hành dâm xong, bản thân luôn cảm thấy xấu hổ và tự trách. Mình tìm hiểu nhiều cách để đoạn trừ tà dâm, nhưng toàn bỏ ngang giữa chừng và đều không thành công. Khi biết chương trình Pháp Bảo Giao Duyên đã làm cho mình cảm thấy muốn tìm hiểu và để xem kinh Lăng Nghiêm là như thế nào, chú Lăng Nghiêm ra làm sao mà được mọi người tán thán nhiều như vậy. Mình cũng xem hết mục những phương pháp đoạn trừ ái dục trên kênh, đặc biệt là clip của Pháp Hữu Hoàng Anh chia sẻ. Đây là nguồn động lực to lớn để cho mình phản tỉnh lại bản thân, đồng thời quyết tâm học chú Lăng Nghiêm và coi đây như là cành cây duy nhất để đưa mình ra khỏi bể ái vậy. Phần 2. Các chướng ngại phát sinh trong quá trình tu học. Ban đầu khi học thì với lòng quyết tâm mạnh mẽ, mình học xong nửa đầu đệ nhất hội chỉ trong một tuần. Tới tuần thứ 2 trở đi thì niệm dâm quấy phá rất nhiều, kể cả những lúc trì chú, những niệm ô uế vẫn hiện xung quanh mình. Những lúc đó thay vì mình học từng đoạn thì mình trì liên tục trọn vẹn đệ nhất hội, tầm 2 đến 3 lần thì không còn khởi niệm dâm nữa. Nhờ oai lực của chú, mình đã áp chế được ý dâm. Tuy nhiên, từ tuần thứ 3, mình bị bệnh rất nặng. Khám thì không ra bệnh gì hết, chỉ cần ngồi dậy hay là di chuyển nhiều thì mình cảm thấy rất là chóng mặt và đau đầu, đi đứng khó khăn. Mỗi lúc niệm Phật và trì chú thì những hình ảnh ghê rợn hiện lên. Chúng oan gia, hù dọa, nhìn mình chế giễu rồi dụ dỗ hành dâm qua các giấc mơ của mình.
Và sự thật thì lúc đó mình cũng chẳng thể phân biệt được đâu là thật và đâu là mơ nữa, vì hầu như mình ngủ ly bì và cứ nhắm mắt lại là sẽ gặp ác mộng. Trong thời gian này thì mình liên tục phóc sanh, bố thí và trì chú đại bi để hồi hướng cho các oan gia trái chủ. Dần dần thì sức khỏe của mình chuyển biến tốt hơn và đến cuối tháng 6 thì mình khỏi hẳn. Trong thời gian này thì mình không học thêm được gì cả, chỉ trì tụng đệ nhất hội mỗi lần ý dâm nổi lên thôi. Qua tháng 7, mình học chú cảm thấy rất là thông suốt và dễ dàng. Chỉ trong nửa tháng, mình hoàn thành được đệ nhị hội và hai phần của đệ tam hội. Và lúc này, những tin xấu từ những đơn hàng do mình phụ trách từ tháng 6 nay có kết quả. Bản thân mình lúc đó đã cảm thấy rất là xấu hổ và tự trách vô cùng, bởi vì chỉ vì sai lầm của cá nhân mà ảnh hưởng đến cả một tập thể. Áp lực từ mọi việc như là mình thay đổi thành một con người khác, hoặc có chăng đó chính là nghiệp báo của mình. Lúc đấy, mình quan sát lại bản thân, suy nghĩ tích cực hơn và càng chú tâm học chú hơn nữa. Hết tháng 7, mình hoàn thành hết được hội 2 và hội thứ 3. Trong tháng 8, mình học chú rất là tốt và hầu như không còn chướng ngại gì cả. Mình hoàn thành nốt hai hội còn lại trong tháng này. Sau khi hoàn thành xong chú Lăng Nghiêm, mình có cảm giác rất là tốt, như kiểu không gì không làm được. Lúc ấy, mình cảm thấy nên để bản thân thoải mái một chút, như để tự thưởng cho bản thân sau thời gian gò bó tự ép mình. Trong thời gian này, công ty mình thường tổ chức liên hoan, sinh nhật, mình đều tham gia. Và bởi chính vì sự tự mãn và buông thả đó, nên mình đã để ý dâm chi phối bản thân mà phá mất giới thể. Như một sự trừng phạt, chỉ sau đó 3 ngày, sai sót trong công việc đã khiến mình làm thất thoát một số tiền lớn của công ty là 100 triệu. Sau thời gian năn nỉ để xin lại từ người đã lấy số tiền đó, nhưng không thành công thì mình phải đền số tiền là 50 triệu để bồi hoàn lại cho công ty. Cũng rất may là công ty không truy cứu trách nhiệm thêm nên là mình vẫn còn giữ lại được công việc. Nói đến đây có thể sẽ khiến cho các bạn sợ hãi rằng học chú Lăng Nghiêm mà phá giới thì sẽ bị đổ nghiệp. Nhưng thật ra các bạn phải biết rằng chẳng có pháp môn nào mà không giữ giới sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp. Điều đó hoàn toàn trái với chánh pháp và luật nhân quả. Nếu muốn thành tựu bất cứ pháp nào mà bạn đang tu học, bạn cần phải đoạn ác tu thiện. Mình thực sự tán thán và ủng hộ những ai siêng năng trì giới, cả thân lẫn tâm. Do tâm sanh hổ thẹn với bản thân cũng như với các vị đồng tu nên mình không còn ý định tham gia chương trình Pháp Bảo Gieo Duyên nữa. Thời gian này mình vẫn luôn theo dõi kênh Merici và khi thấy rất nhiều bạn đã trì học viên mãn được đăng lên thì mình đều xem và coi đó như là một nguồn động lực lớn để mình học chú vậy. Đến sau này khi kênh Merici thông báo sắp kết thúc chương trình vào ngày 12 tháng 12, mình quyết định rằng một công việc đã không làm thì thôi, khi đã làm thì mình phải làm tới nơi tới chốn. Tháng 11, mình bắt đầu ghi âm lại trọn bộ kinh Lăng Nghiêm. Vì thời gian eo hẹp nên mỗi lần chỉ tranh thủ cố gắng ghi âm được một quyển. Khi đọc trọn bộ kinh Lăng Nghiêm, mình lại càng tin sâu và không hoài nghi và cảm thấy khi được biết đến và học chú Lăng Nghiêm này là một điều may mắn của mình. Phần 3, cách học thuộc lòng bài chú Lăng Nghiêm. Bản thân mình thì học chú Lăng Nghiêm thông qua bài trường ca chú Lăng Nghiêm. Vì chú khá dài nên thứ nhất, chúng ta phải chuẩn bị kỹ tâm trí. Theo mình thì bạn nên ghi âm kinh trước, vì khi đọc kinh ta sẽ thấy rất là nhiều đoạn kinh hay và phù hợp với bản thân, thì ta nên coi đấy là mục đích chính để mình học chú vậy. Thứ hai, chúng ta làm quen với giai điệu của chú thông qua bài trường ca chú Lăng Nghiêm. Thứ ba, chúng ta chia nhỏ các đoạn của chú Lăng Nghiêm ra theo bài hát. Mình có để file PDF cho các bạn. Thứ tư, mỗi ngày chúng ta học một đoạn nhỏ, học thuộc rồi thì mình mới qua đoạn kế tiếp. Như mình thì mình cắt từng đoạn nhỏ ra rồi phóng lớn lên trên điện thoại. Ích lợi của việc này là bạn có thể học tập được mọi lúc mọi nơi. Và theo mình thì thời gian mà mình học chú tốt nhất là nên là sáng sớm, lúc mà mình vừa mới tập thể dục xong và lúc tối trước khi đi ngủ. Các hội 1, 2, 3 thì có nhiều cụm từ lặp nên khá dễ thuộc hơn so với hội 4, 5. Kinh nghiệm là mình sẽ nghe nhạc rồi tăng tốc độ nhạc lên dần. Khi mình thuộc được giai điệu rồi thì việc học chú sẽ không còn khô khan nữa. Kinh nghiệm khi ghi âm hay quay clip, các bạn hít thở nhẹ nhàng, thả lỏng hai vai và cơ thể. Tiếp đó, chắp tay búp sen rồi quán tưởng rằng khi ta nhiếp tâm chánh niệm thì tâm phân biệt phải trái, hơn thua không còn nữa, mà chỉ còn lại duy nhất đó là tâm an lạc mà thôi. Khi tâm đã an rồi thì ta trì tụng chú sẽ rất là viên mãn. Tới một mức độ sâu hơn là khi học xong, ta không còn nhớ gì cả, không chấp vào câu, chữ, giai điệu nữa, thì khi ấy chú đã vào trong tiềm thức của ta rồi. Chỉ cần khởi niệm thì chữ chữ sẽ hiện ra cho đến khi viên mãn vậy. Phần 4, những cảm ứng khi học chú. Nếu bạn có hỏi
là có cảm ứng hay không thì mình xin trả lời chắc chắn là có, nhưng mình không thể nói ra bởi vì cảm ứng của mỗi người sẽ mỗi khác nhau và khi nói ra thì sẽ làm chướng ngại con đường tu học của các bạn. Các bạn không nên tìm hiểu những cảm ứng này, không cần tìm, không cần cầu. Mọi việc đều tự nhiên thì mới tốt. Hãy cứ thực hành đi, cứ trải nghiệm đi, chắc chắn bạn sẽ tìm được đáp án. Mình cùng chư vị đồng học trong cộng đồng Lăng Nghiêm luôn chờ bạn. Mình xin cảm ơn kênh Maracy đã tạo ra cộng đồng Lăng Nghiêm này, đã đây thật sự là nơi thúc đẩy tín niệm Hoằng Pháp Lợi Sanh. Sau cùng, khi mình học xong chú Lăng Nghiêm được viên mãn, vô tình mình biết đến cuốn sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Sách này rất phù hợp với những người phước mỏng nghiệp dày như mình. Nên với lòng thành và tâm hoan hỷ, mình phát tâm học tập theo tinh sinh Liễu Phàm. Mình thành tâm sám hối trước Phật và phát nguyện là 1000 việc thiện và biên chép vào sách. Nguyện cho chánh pháp Lăng Nghiêm sẽ trụ thế dài lâu, là ngọn đèn sáng soi cho tất cả chúng sanh nơi cùng khổ. Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm để cúng dường chư Phật cùng đại chúng. Mong quý vị đồng tu cùng hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。